Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận hai cái token ECG. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn start này. Rồi, sau đó thì sẽ nhập mã captcha. Rồi, mọi người sẽ chọn Join Airdrop và nhập mã captcha một lần nữa. Ok, sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ đây. Đầu tiên là follow Twitter này, retweet bài đăng, like và comment nhé. Rồi, chọn theo dõi này. Tiếp tục. Ở đây mọi người like này, sau đó retweet này. Và bấm sang mục bình luận và mọi người sẽ bình luận vào đây nhé, có thể là good project hay cái gì đó chẳng hạn, chọn trả lời là xong. Rồi quay trở về bot, tiếp tục join vào Telegram, quay trở lại join tiếp vào Instagram. Rồi quay trở về, ở dưới này thì mọi người sẽ nhập username của Twitter. Rồi, sau đó nhập username của Telegram. Rồi. Rồi, tiếp theo nhập username của Instagram. Và sau đó thì gửi cho nó địa chỉ ví mạng Polygon. Rồi, bấm chọn Static để kết thúc. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.